Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã lại kênh mình nha. Hôm nay thì mình có test cái đầu ý Comet nha anh em. Comet, dòng Comet, dòng máy ý thương hiệu nổi tiếng của Ý nha. Mà của Ý là xuất Nhật nha anh em. Đó, này hàng bãi Nhật. Mà máy quý. Hàng bãi Nhật thì nó có rất nhiều loại, hàng Việt Nam cũng xuất Nhật nha. Hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc cũng xuất Nhật luôn. Này là hàng Ý xuất Nhật. Mấy cái loại máy mà xuất Nhật là nó rất là bền luôn, rất là khỏe luôn nha anh em. Anh em yên tâm mà xài. Rồi, thì mình sẽ trước tiên vô video clip thì chúc anh em xem video clip có một tối đàn này làm vui và sức khỏe nha. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết con máy này nha anh em. Đầu này là đầu rất là đẹp luôn. Hồi trước mình có quay clip thì anh khách anh chốt một cái con này và mình test lên nha. Đó, con đầu Comet 3022. 3022 nha, dòng Comet nha, thì xứ 18 ly. Áp lên 100 đến 150. 100 đến 150 thì anh em kéo motor. Đó. Con này thì anh em có motor 3 ngựa, 5 ngựa đều kéo được nha. 3 ngựa, 5 ngựa nha anh em. Đó, xài 3 ngựa thì xài áp cầm 100. Ừ, xài gia đình. Đó, để xe máy ô tô. Rửa chạm được nha anh em. Đó. Đầu ốc mà còn sáng hết nhung nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đốc ốc trước, đầu trước nè. Trước là bao sáng luôn nha anh em. Đó, tay hồi của Ý luôn nha, tay hồi của Ý luôn. Đó, mình có chế đường hồi về vào đường hút luôn nha anh em. Đó, anh khách kêu chế cho nó gọn. Gọn máy cho vào một dây hút thôi. Đó, anh em nào chế thì anh em nào mua đồ thì cứ yêu cầu em thì em sẽ trong khả năng của em thì em sẽ làm nha. Đó, nhưng mà chẳng như nó quá thì mình tính phí nha anh em. Đó, chứ không có ví dụ như rồi con này thì mình có test lên lắp lên cái buli. Đó, buli mà buli này để mình test máy, còn anh em nào về có lắp buli thì lắp buli, mình lắp buli cho anh em. Thì lắp buli thì mình tính tiền nha. Đó, lắp cốt lắp buli mình tính tiền, còn anh em về xài cốt âm á thì xài cốt âm luôn. Xài cốt âm thì nó chạy rất là êm. Dòng này mình ráp lên rất là nhiều rồi nên anh em cứ yên tâm mà xài nha. Đó, ráp lên ráp bộ nha, ráp 3 ngựa. Đó, motor 3 ngựa mình có đem rất nhiều video clip anh em xem mà tham khảo. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy cho anh em xem nha. Test máy, test tải nha anh em. Đó, rồi test máy nha. Đó, ngắt chúng thì đang ngắt nha anh em. Đó, máy thì đang chạy luôn nha, rất là êm nha, chạy rất là êm luôn, chạy rất là êm nha. Đó, quá mạnh luôn nha anh em. Quá quá đã. Để xe máy ô tô rất là ngon luôn nha. Ngắt súng là máy về không à. Ngắt súng là họ lên áp. Đó, ngắt súng nha. Đó, quá đã luôn nha anh em. Ngắt súng thì máy nó sẽ hồi nước về nha. Hồi về đường này nha anh em. Đó, nó hồi nước về. Quá đã luôn nha anh em. Này máy còn 1.058. Đó, quá ngon lành cành đào luôn. Rất là êm nha. Rồi tắt máy nha. Đó. Rồi thì con này là mình test chạy ok hết rồi nha. Đó, về anh em cứ lắp motor, lắp dây, lắp súng vào xài nha. Chứ không có không quan trọng vấn đề gì hết á. Áp thì mình test hết ok hết rồi, không xì xẹt. Bao anh em không xì xẹt nha. Mấy cái dòng này thì phụ kiện phụ tùng của nó rất là dễ có nha anh em.
anh em phụ tiện phụ tùng máy ý, máy rửa xe ý thì rất là dễ có, nên anh em cứ yên tâm mà xài. Rồi thì con này mình trước khi bàn giao cho anh em thì mình sẽ test tải ok hết nha, anh cứ yên tâm mà xài nha anh em. Đó. Rồi thì có một cái bộ máy quý, bộ máy quý thùng Sinowa này giống mình test lên cho khách nha. Đó, giao cho khách cái thùng này mà cũng đắp lên bộ máy rửa xe cho khách luôn nè. Này nó có bộ này là khách đặt rồi mà chưa lấy. Này nó có cái khung lu lu nha anh em, khung lu lu nè. Đó, có khung xe đẩy luôn. Hôm này thì bữa trước thì có anh khách chốt mà giờ sao anh lấy thì mình đã làm lại cái tay quay nè. Đó, làm cái quay rồi lớp lắp chống sắn cho anh em nha, có chống sắn cho anh em hết nha. Đó, nguyên cái vàng này nha anh em. Đó, anh em về lắp máy đi xe nè, rất là ok. Đó. Rồi lu lu quay luôn nha, quay không rất là nhẹ luôn. Rồi trong này là có cái bộ máy đầu quý áp 3,5 nha, áp 3,5. Rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em thấy nè, đầu thì còn nguyên riêng nha, bãi mới về luôn. Đó, chưa dọn chưa vệ sinh vậy đó, để nguyên riêng vậy luôn. Đó, tay hồi của áp này, tay hồi của nó là 393 nha anh em. Cái tay hồi không là đấu mấy triệu rồi đó, tay hồi xài mấy tay hồi áp cao á thì xài. Đó, đầu thì chưa bung ốc đây nha, đó, ốc hơi sắt này chưa bung hết á, còn nguyên riêng luôn. Con này thì như nó đi xứ nó 18 ly đó, nó xài áp 3,5, lưu lượng nước 21 lít nha, 21 lít này. Nó có thông số nè, bữa trước này nó có thông số rồi. Đó, mấy con có em bán là nó có thông số này mà con này nó mất thông số. Có thông số. Con này là 2 bắp 3,5 21 lít. Đó, kéo 3 dây cura nha, kéo 3 dây cura. 3 dây cura. Đó. 3 dây cura đi đồng tua luôn này. Đi đồng tua luôn nha anh em. Nó lên mắt quá mắt áp luôn nha. Đó, đi đồng tua mắt áp luôn, 3,5 luôn nha anh em. Đó, bao cho anh em 3,5 luôn con này. Đó. Con này thì nó kéo với cái motor nó rất là to. Nó 15 kW nha, 20 ngựa, motor 20 ngựa nha. Con này anh em xịt rửa xe tải, xe ben, rửa xịt tàu, xịt biển nha, rất là to luôn, motor 20 ngựa. Trước mình có cái bộ giống vậy mà nó có 10 ngựa thôi, nên mình test lên áp 2,5, đó, bán áp 2,5, còn con này là test 15 ngựa, đó, test 15 ngựa nha anh em. Rồi anh em nào mua nguyên cái bộ này thì mình liên hệ mình nha. Rồi tiếp tục mình sẽ có một cái bộ máy cũng siêu to khổng lồ luôn, đầu mạch quỷ luôn nha anh em. Đầu mạch quỷ thì con này cũng tay hồi áp 3,5 luôn nè, tay hồi của nó áp 3,5 luôn nha, giống cái tay hồi kia. Cái đồng hồ của nó đẻ là 1,100 là 1,000 á, 1,300 chạy cỡ 430, con này chạy 400 nha. Cái đầu của nó đây quá là mới luôn, nó có cái hiệu là HP 40 nha. Đó, đều còn nguyên riêng nha anh em, đẹp nguyên riêng luôn. Đó, nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Tay hồi theo cái ốc bục giá của nó không, quá đã luôn. Đó, quá đã luôn nha anh em. Đó, chạy cái bu ly nè, 2,4,5 rảnh, 5 rảnh bu ly, chạy 5 rảnh nha. Đó, cái đường của nó, cái đường ra nè, nó ra cái đường ra này, cái đường ra đồng hồ, cái đường ra đó. Còn cái dây điện của nó anh em, có con này được lắp cái motor cũng motor đời cao luôn nha anh em. Motor của nó là 11 kW, motor rất là đẹp luôn, 11 kW nha, 11 kW, 15 ngựa nha. Mô ta rất là mới luôn nha anh em, mô ta khía nè, rất là mới luôn. Kéo bu ly, kéo bu ly chạy đồng tua luôn nha, chạy đồng tua luôn, lên mắt áp luôn. Đó, anh em rửa xe tải, xe ben xịn không chạm nha. Có cái tivi luôn nè, on up luôn nha anh em. Đó, anh em xài. Này có bộ dít man nè, bữa trước anh khách đặt mà anh xong anh không có lấy, nên giờ mình quay lại. Đó, anh đặt có 1 triệu thôi, anh kêu làm để cho anh, xong rồi anh chịu lấy. Đó, giờ mình quay lại cho anh em thêm. Đó, đầu Jetman
nước nóng lạnh luôn nha, vừa nóng vừa lạnh luôn. Con này thì mình làm lên nóng lạnh được nha anh em. Đó, làm lên nóng lạnh được cho anh em xài luôn. Họ giúp mình rất là đẹp luôn. Có bầu áp nha, có rà le đầy đủ hết nha. Đó, có quạt sò sau mà. Anh em thấy quạt sò của nó không? Quạt sò làm cái mát mát cái motor của mình đấy. Quạt sò. Đó, nó có quạt sò nè. Đó. Có hộp điện lên luôn nha. Lắp tự ngắt luôn nha anh em. Đó, lắp tự ngắt luôn. Đó, Zman nó rất đẹp nha anh em. Rồi. Trong này thì đang lắp cái bộ máy cho anh khách đặt nè. Bộ máy 7,5 người áp 200. Đó. Này có cái bộ máy quý anh khách đặt luôn. Mà anh bỏ cọc luôn. Anh lấy luôn. Hay thật chứ. À, này đang tháng 7 nó gặp nhiều cái bị khách rất là đặt quyết định mua thì hãy đặt nha anh em. Đó, đặt cái xong rồi làm ok hết rồi xong kêu chưa có tiền, chưa lấy được. Đang bán cho anh em. Chứ con này thì đầu G13. G13 nha, thì xứ 20 ly. 20 ly mức áp tầm khoảng con này thì kéo điện một pha. Kéo mức áp tầm khoảng nó 70 80 100 nha. Đó. Còn nếu em có 3 pha thì nó lên được cỡ 120, 150. Tại vì nó tay tới 20 lận. Đó, bộ này. Đó. Rồi có một bộ ok 311 này nữa. Đó, bộ ok 311 nha. Này lắp lên để sẵn cho anh em tại vì cái đầu nó rất là đẹp luôn. Ở đầu đẹp mình để lại mình ráp máy cho anh em. Đó, ráp lọc Arimitsu nè, lắp motor đầy đủ hết nha. Đó, cái đầu trước rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Anh em nào cần thì mình chụp hình cụ thể nha. Đó, có chế út hồi về nè, chế lọc ly nè, xe đẩy nè, rất là đầy đủ luôn. Đó, này rồi thì có mình dọn lên được 3-4 cái đầu ok 311 và ok 508. Đó, hàng này hàng mình đã dọn nha anh em. Ok 311 nè, ok 508, ok 311 đây. Đó, dòng tia sứ 20 ly. Đó, đồng hồ ring luôn đầu. Đó, dọn lại bao cho anh em xài luôn nha, phốt trinh nha anh em. Đó, 311 VH 311 H1220. Đó, rất là đẹp, quá đẹp luôn nha. Đó, 311 luôn, đi xứ 20 ly nha anh em. Đó, ok 508, ok 508 đi xứ 25 ly. Đó, quá đẹp luôn. 311. Đó, rồi 311 luôn nha. Con này thì mấy con này thì mình dọn lên mình test ok bao cho anh em xài luôn nha. Đó, motor thì đầy đủ hết. Có cái đầu này đang làm cho khách nè. Rồi có một con hai con ok 7.9 và 7.13. 7.9 nha. Ok 7.9 thì thứ 20-30 ly. Đó, 7.9 rất là đẹp luôn. Siêu phẩm luôn nha. Con ok 7.13 cũng siêu phẩm luôn nha anh em. Đó, rất là to luôn, rất là thú dữ luôn. Anh em đi xe tải xe ben thì liên hệ nha. Đầu ý nè, rất là nhiều đầu ý, kệ đầu ý nha anh em. Đó, kệ đầu lưới xe nè, rất là nhiều luôn. Chưa có thời gian để dọn lên ngăn anh bán cho anh em. Đó, luôn luôn điện nằm ở trên. Rồi. Rồi thì con này thì mình test lên nha anh em. Rồi cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình trên để trên tiêu đề bài viết. Rồi thì cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.